Những điều về cờ hó làm chúng ta có một cái nhìn khác. Chúng có thể lão nghề mấy bài mất hoài đâu. 1 + 1 = 3, 2 chia 3 = 4, hiểu chưa? Mày mệt chưa? Cùng tập chúng bài để dùng. Hôm nay luyện cơ đuôi hả? Chạy bộ cho giải căng chắc. Là để tận hưởng. Em yêu ơi, em yêu. Chúng yêu quý chủ nhân này, của mình. Anh hai, em mừng quá. Em tưởng anh hai bỏ em đi luôn rồi chứ. Anh hai, vui quá. Chúng chia sẻ. Trời ơi, nằm bên đây em thiệt. Không biết còn bị tra tấn bao lâu nữa đây. Chúng có thể vượt lên chính bản thân mình. Đừng tưởng tôi thiếu chân mà đi không được nha. Nhìn nè, đi còn nhanh hơn bình thường nữa. Chúng hoàn toàn trung thành. Trời ơi, mệt với thằng cu này quá. Không lẽ bây giờ bỏ nó đi luôn? Nhìn thấy cũng tội nghiệp. Thôi ráng chờ vậy. Không thôi ba nó nhìn thấy tối về cho nhìn đôi là chết cha. Giỡn đã chưa? Rồi đi. Chúng biết nói lời tạm biệt bằng cử chỉ, hành động riêng của mình. Anh ba, tại sao anh không dẫn em theo? Để em cô đơn ở lại, lẻ loi một mình. Thậm chí chúng là một liều thuốc chữa bệnh hiệu quả về tinh thần. Mau hết bệnh nghe chưa? Chị mau hết bệnh đi, xong em cho chị dắt em đi chơi nha. Chúng có thể là những người hùng. Mày đợi tao chút. Được rồi. Đau. Mẹ ơi. Và chúng hoàn toàn biết tận hưởng cuộc sống. Trời ơi đã quá.